Một trong những cái người mà cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm của mình được bạn bè quốc tế biết đến, mà chúng tôi muốn quý vị gặp gỡ tiếp theo, đó là một vị đạo diễn. Anh ta làm phim rất là nghệ thuật. Cách đây vài năm, mọi người vẫn nghĩ những người làm phim nghệ thuật là những người hơi điên rồ. Đó là vì ngày xưa nó không có quá nhiều phương tiện truyền thông để chúng ta xem thôi. Chứ bây giờ nếu mà làm phim nghệ thuật, khán giả cảm nhận được thì nó vẫn đạt được thị hiếu rất là cao. Và một trong những cái người làm được cái việc đó, thưa quý vị, đó là đạo diễn Phan Đăng Di. Vâng, anh đã từng thực hiện thành công cái bộ phim Bia Đừng Sợ. Và chính vì những cái thành công đó của anh đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng. Và bây giờ ngồi đây là một đạo diễn Việt Nam được HBO đặt hàng làm phim, thưa quý vị. Dạ vâng, và cái bộ phim sắp tới anh sẽ làm là một bộ phim mang cái tên khá là thú vị, đó là Chàng Dân Cá, Nàng Ăn Hoa. Thưa anh, em cũng chưa có hình dung gì về cái tựa phim này, thì anh có thể nói rõ hơn một tí về cái tựa phim để mọi người có thể hình dung về nó là cái thể loại phim như thế nào? Thực ra thì đây là một cái phim khá là thông thường thôi, nhưng mà HBO dĩ nhiên là một cái kênh quốc tế thì họ muốn một cái nội dung mà có thể phù hợp với khán giả toàn cầu. Nó cũng hơi khác với những phim mà Di đã làm trước đây, bởi vì chủ yếu những cái phim trước đây thì đúng là nó là cái dòng phim hơi hẹp với khán giả. Nhưng mà tại sao lại đặt một cái tên như vậy là bởi vì thực ra cái phim này thì nó nằm trong một cái series mà cùng với chủ đề là truyền thuyết về ẩm thực tên là Food Law. Người ta chỉ cho mình một cái chủ đề như vậy thôi, và 8 đạo diễn được mời ở 8 cái nước châu Á thì phải làm một cái phim chỉ về ẩm thực. Thì đương nhiên là tôi nghĩ là ẩm thực thì chắc có ăn uống, thì tôi cũng sẽ cho ăn một cái gì đó và dâng một cái gì đó. Vì vậy cho nên có một cái tên là Chàng Dâng Cá, Nàng Ăn Hoa. Nhưng mà đồng thời thì nó cũng nói một cái ý nữa, tức là thông thường thì giữa đàn ông và đàn bà rất là khác nhau. Đàn ông thường dâng một cái mà có thể đàn bà không thích, và đó là nguồn cơn của rất là nhiều những cái điều oái oăm trong cái cuộc sống. Nó cũng giống như là cái chuyện đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, đúng không anh? Dạ vâng. Có phải là do mình luôn luôn đặt những cái cách nhìn khác so với mọi người nên anh thích chọn làm những cái dòng phim nghệ thuật khác với thị hiếu đám đông, đúng không anh? Không hẳn. Lúc mà tôi làm phim thì tôi cũng không đặt vấn đề cái chuyện là mình phải hợp với ai. Làm phim đối với tôi là một cái chuyện mình phải tin vào cái chuyện mình đang kể. Đấy là lý do có thể là mình làm những cái phim hợp với mình thì có thể nó lại không hợp với công chúng. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi cũng nhận ra một điều thú vị nữa là có lẽ đến một lúc nào đó mình thử làm cái gì đó mà mình cũng thích, mà có thể người khác cũng thích chẳng hạn, mình được thỏa cái sáng tạo của mình, nhưng đồng thời những cái người tham gia vào cái bộ phim của mình họ cũng có cơ hội đến gần hơn với công chúng, thì đó cũng là một cái nhu cầu mà tôi nghĩ là mình cần phải tôn trọng. Và dạ đấy vâng, là lý do tại sao mà tôi làm cái phim mà bây giờ thì nó gần hơn với công chúng rồi. Không chừng là bây giờ cái bộ phim này sẽ lại được như anh nói đây. Thưa quý vị, ngồi kế bên anh là một người bạn rất là thân. Tôi xin được giới thiệu nhà báo Cát Khuê. Đây cũng là một cái người chuyên gia về phê bình các tác phẩm văn học và điện ảnh. Thì hôm nay xin mời chị. Bây giờ ảnh nói là phim ảnh là xa rời công chúng trước đó, thì theo chị có đồng ý với cái điều đó hay không ạ? Thực ra phim của Di không có xa rời với công chúng, mà phim của Di vạch ra những cái gì mà công chúng thường không được nhìn thấy ở trên các tác phẩm phim ở Việt Nam trước đây. Ví dụ chẳng hạn như phim của Di thì kiểu gì cũng sẽ có những cảnh rất là bạo liệt, và xem xong thì tôi nói ngay là cái cảnh đấy em nghĩ là cần phải cắt. Tại vì không thể chiếu ở trên truyền hình trong một cái giờ có cả trẻ con, người già, có cả những người rất nhạy cảm, họ có thể xem một cái cảnh như vậy. Bây giờ là anh nói gì với cái lời nhận xét của bạn anh vừa rồi, thưa anh? Thực ra cái phim này thì ở các nước khác không ai cắt cái gì cả. Tôi làm cái phim Bi Đường Sợ thì đương nhiên ở Việt Nam thì cắt hết, không có bất kỳ một cái cảnh nhạy cảm nữa. Thậm chí là có thể chiếu cho thiếu nhi trong tiết mùng 1 tháng 6 cũng an toàn. Nhưng mà tôi nhớ là có một cái lần tôi đến liên hoan phim Freiburg ở Thụy Sĩ đó. Cái hội đồng giáo viên ở Freiburg quyết định chọn cái phim đó để chiếu cho những học sinh từ độ tuổi khoảng 12 đến 16. Thì lúc mà họ gửi cho tôi một cái thư thì tôi rất là ngạc nhiên. Tôi nói, quý vị phải cẩn thận nhé, bởi vì đừng có tin vào cái tên, nó sẽ có những cái chủ đề khá là nhạy cảm. Thì họ bảo đương nhiên chúng tôi xem rồi, làm sao mà chúng tôi không xem để mà chúng tôi có thể mời ông đến một cái buổi như vậy được. Thì lần đầu tiên trong đời đi liên hoan phim và đi chiếu phim thì tôi rất là choáng, bởi vì tôi đến một cái rạp khoảng 600 chỗ thì toàn đứa học sinh, nó nhỏ lắm, từ 12 đến 16, và các em bắt đầu đặt những câu hỏi. Thì tất nhiên là ở cái độ tuổi đó thì các em hiểu cái phim nó cũng không phải như mình. Nhưng mà sau đó cái điều ngạc nhiên nhất tôi hỏi những cái người mà chọn cái phim đó là tại sao quý vị chọn một cái phim kiểu như vậy. Thì họ nói là chúng tôi chọn cái phim đó là bởi vì
từ 12 đến 16 tuổi là cái tuổi rất là quan trọng, các em chuẩn bị bước vào cái cuộc sống của những người trưởng thành, và các em buộc phải biết những cái gì mà một cái người trưởng thành phải đối mặt, trong đó có những cái vấn đề của gia đình cũng như là những vấn đề về tình yêu và tình dục. Cái đó mình phải cho các em xem, nhưng đồng thời sau đó mình phải có một cái giải thích. Và đấy là lý do tại sao chúng tôi chiếu ở đây cùng với giáo viên, cùng với đạo diễn để các em hiểu. Và khi mà các em đã hiểu và được giải thích rồi thì không có cái gì nó trở thành là một cái cấm kỵ nữa. Tất nhiên đó là một cái suy nghĩ đối với tôi như là một người sáng tạo, thì tôi thấy đúng, mình không thể chia khán giả ra và mình nghĩ là mình có thể có một cái sự trưởng thành hơn khán giả. Những cái gì thuộc về con người thì nó bình thường thôi. Và thực tế thì khi mà tôi quay những cái cảnh mà được gọi là nhạy cảm ở Việt Nam, thực ra nó cũng không nhạy cảm lắm đâu chị Hòa, bởi vì trước đó là vì mọi người ngại thôi, không dám làm thôi. Còn tôi cũng chỉ làm ở một cái mức độ như thế này thôi, còn thế giới là phải như thế này này. Nó khác nhau rất là nhiều. Đó. Cảm ơn anh. Một cái cách bảo vệ quan điểm khá là thú vị. Thưa anh, những sản phẩm của mình ở quốc tế như vậy thì cái bản quyền sẽ là ai giữ? Khi anh làm việc với họ, anh có thấy là họ gắt gao trong cái việc bản quyền hay không? Bởi vì thấy là hiện nay Việt Nam chúng ta khá là lỏng về cái vấn đề này. Và khi mà người ta siết bản quyền thì có một số người ta hay kêu ca là ủa, gì đâu mà ghê dữ vậy, cái kiểu vậy. Thì anh nghĩ thế nào về cái việc đó? Thực ra thì khi mà cái cơ hội mình mà mình làm việc ở quốc tế thì một trong những cái căng thẳng nhất, ngoài cái chuyện tài chính phải rất là chặt chẽ rồi, thì cái chuyện bản quyền nó căng đến mức là ví dụ như là trong cái phim vừa rồi tôi làm đó, thì khi mà đi đàm phán bản quyền một số cái bản nhạc trong đó thì cái người giữ họ đòi rất là đắt. Và đó là một cái quy chuẩn mà bắt buộc chúng ta phải theo. Và sau này thì tôi làm việc với tất cả những cái nhà sản xuất thì họ bảo là đơn giản cái đó nó gắn liền với chuyện mà tài chính thôi, bởi vì hễ mà mình mà có một cái vấn đề về bản quyền thì có thể cả một cái hệ thống nó bị sạt nghiệp, nó bị phạt rất là nặng chẳng hạn, cho nên không ai dám làm cái đó. Và một trong những cái mà tôi nghĩ là để cho cái nền nghệ thuật hay là phim ảnh hay ca nhạc của chúng ta mà nó dần dần nó tiếp cận với cái hệ thống chung của thế giới đó, thì bản quyền là một thứ không thể đùa được và phải nghĩ hàng đầu. Nếu không, mình không bao giờ đẩy cái tác phẩm của mình đi xa được. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả những chia sẻ của anh và cảm ơn sự có mặt của chị Cát Khuê ngày hôm nay.